Từ năm 2016, Quảng Yên đã chủ động hợp tác với đơn vị tư vấn Nihon Sekei của Nhật Bản, xây dựng quy hoạch chung thị xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này cùng với 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh được công bố năm 2014 đã tạo cơ sở để Quảng Ninh và thị xã Quảng Yên tái cơ cấu mô hình tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn. Với những lợi thế dần được đánh thức, trong 10 năm trở lại đây, Quảng Yên đã thu hút được hàng loạt dự án đầu tư, trong đó có 15 dự án lớn đã đi vào hoạt động với diện tích gần 760 ha, trong đó đặc biệt là dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Đông Mai. Chỉ với hơn 120 ha mặt bằng, khu công nghiệp này đã có 16 doanh nghiệp thứ cấp với tổng vốn đăng ký là 331 triệu đô la Mỹ, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo với những thương hiệu hàng đầu thế giới như tập đoàn Foxconn, TCL, Tulip Việt Nam, Yazaki. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu của khu công nghiệp này vẫn đạt trên 300 triệu đô la Mỹ. Vừa qua, thêm 9 dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đã được cấp phép đầu tư. Theo đó, giá trị xuất khẩu của khu công nghiệp năm 2021 sẽ đạt 1 tỷ đô la Mỹ, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 1.000 tỷ trên năm. Hiện nay, một số dự án tại Quảng Yên cũng đang trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh với tổng vốn đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên với các cơ chế chính sách ưu đãi bậc nhất cả nước hiện nay, tương đương với khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố Hải Phòng thời gian qua. Đây là thành quả của quá trình mà tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực, kiên trì tập trung nguồn lực để đầu tư phát huy những lợi thế khác biệt của khu vực này suốt từ năm 2012 đến nay, để Quảng Yên trở thành vùng đất hấp dẫn có 102 đối với các nhà đầu tư. Theo quy hoạch, khu kinh tế ven biển Quảng Yên có tổng diện tích 13.303 ha, bao gồm 2 phân khu chức năng chính, khu phức hợp đô thị, công nghiệp, công nghệ cao tại thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên có diện tích trên 6.400 ha, bao gồm 5 phường, Phương Nam, Phương Đông, Yên Thanh, Quang Trung và Trưng Vương của thành phố Uông Bí và 8 phường xã Đông Mai, Minh Thành, Sông Khoai, Cộng Hòa, Hiệp Hòa, Yên Giang, Tân An và Hoàng Tân của thị xã Quảng Yên. Khu dịch vụ cảng biển, công nghiệp và đô thị Đầm Nhà Mạc thuộc thị xã Quảng Yên có diện tích gần 6.900 ha, gồm 7 phường xã Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc, Phong Hải, Tiền Phong, Liên Vị và Liên Hòa. 3 mục tiêu phát triển chủ yếu của khu kinh tế ven biển Quảng Yên đã được hoạch định, đó là khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các khu kinh tế ven biển như Vân Đồn, Đình Vũ, Cát Hải, Thái Bình, nhằm phát triển nhóm các khu kinh tế ven biển, phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, xây dựng mối liên kết về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và phát triển thành khu kinh tế ven biển đa ngành, hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần cảng và đô thị hiện đại, thông minh của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng sông Hồng, đồng thời tạo việc làm, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng thu nhập cho người lao động. Trong định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh xác định mục tiêu trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của phía Bắc. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tập trung 3 khâu đột phá. Một là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Hai là đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể. Ba là xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh. Trong định hướng, mục tiêu phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh, khu kinh tế Quảng Yên giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Để tận dụng được tối đa những lợi thế về cơ chế chính sách, vị trí địa lý của khu kinh tế Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng cho khu kinh tế này. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2020-2021 sẽ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ cho dự án trong khu kinh tế. Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến 2025 tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và các khu chức năng của khu kinh tế. Giai đoạn 3 từ năm 2026 đến 2035 đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng của toàn khu kinh tế ven biển Quảng Yên, từng bước hình thành đô thị thông minh.